Tuyệt thế đường môn tập 62. Sau vài ngày vắng mặt, Phương Đông cũng trở lại. Quá trình thu hoạch hồn hoàn đã thành công mỹ mãn mà không bị hao tổn một sợi tóc. Nhưng rốt cuộc là loại hồn kỹ nào thì Phương Đông lại không tiết lộ. Hoắc Vũ Hạo giới thiệu Tuyết Nữ, thấy dáng vẻ đáng yêu của cô bé này, Phương Đông liền không kìm nổi sự hứng thú. Tuyết Nữ cũng tỏ ra rất thân thiết với hắn. Sau khi biết cậu xưng hô thân mật với cô bé này, Phương Đông được một phen méo mặt. Hắn tức giận chất vấn cậu từ khi nào mà lại có một đứa con gái vậy. Hoắc Vũ Hạo đành phải đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại mới khiến cho Vương Đông bình tĩnh trở lại. Mục tiêu của Vương Đông đã xong, Hoắc Vũ Hạo cần trở lại học viện nên nhanh chóng cáo từ Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng để rời đi. Thái độ của Vương Đông lúc này cũng rất khác, đi cả đoạn đường mà không chịu nói lời nào. Đến lúc chịu nói chuyện cũng là lúc nói lời chia tay để quay lại học viện xử lẽ khác rồi. Trở lại học viện hồn đạo sư Nhân Nguyệt Đế Quốc, Hoắc Vũ Hạo lại miệt mài học tập. Vừa học lý thuyết vừa thực hành chế tạo các món hồn đạo khí. Trình độ hồn đạo sư tăng lên cấp 7. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bỗng một ngày, Quý Tuyệt Trần chủ động tìm tới Hoắc Vũ Hạo. Tên này được giới thiệu là chưa từng lên tiếng nói chuyện, nhưng chỉ sau một lần tỉ thí thì tính cách đã thay đổi hoàn toàn. Được biết rằng thời gian trao đổi học sinh giữa hai học viện đã kết thúc. Sang ngày mai cậu sẽ phải trở về. Quý Tuyệt Trần biết điều đó nên chủ động lên đây để nhờ và cậu đấu một trận nghiêm túc với hắn. Nơi quyết đấu là bên trong rừng trúc. Quý Tuyệt Trần đã có lĩnh ngộ kiếm pháp. Ngay khi tiến vào trạng thái nhập định, mái tóc hắn lập tức chuyển sang màu trắng. Hắn chỉ đứng yên một chỗ vung kiếm để chém ra nhiều luồng kiếm khí sắc bén, cắt lá cây như cắt tờ giấy. Tưởng rằng cậu ta sẽ bị yếu thế khi ở trong lĩnh vực của Quý Tuyệt Trần. Ai ngờ cậu lại dễ dàng thoát ra rồi mượn tạm thanh kiếm của Tuyết Nữ để ngăn cản. Cậu quyết định sẽ dùng kiếm để đấu với Quý Tuyệt Trần. Hai bên liên tục lao vào nhau chiến đấu, tiếng vũ khí va chạm vang lên liên tục. Quý Tuyệt Trần đã luyện kiếm từ lúc 6 tuổi, vượt qua cảnh giới nhân kiếm hợp nhất để đạt tới cảnh giới sâu hơn là giấu kiếm ý vào trong lòng. Nhưng lúc này lại không chiếm được ưu thế. Kiếm khí còn bị Hoắc Vũ Hạo phá hủy. Thế mạnh lớn nhất của hắn ta không đánh thắng được một người mới lần đầu sử dụng kiếm. Chắc là sẽ không bị đả kích đầu. Quý Tuyệt Trần tự nhận mình thua. Hoắc Vũ Hạo nói rằng trận chiến hôm nay hòa nhau. Chiêu thức của hắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Hắn ta lại hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Điều này càng làm cho hắn thêm nỗ lực tập luyện. Nếu tương lai còn gặp lại sẽ so tài lần nữa. Trở lại học viện, Hoắc Vũ Hạo nộp bài tổng kết báo cáo cho Hiên Tử Văn. Hắn ta xem xong liền tấm tắc khen ngợi. Bất kể là thủ pháp hay tư duy nghiên cứu đều hài lòng. Hắn ta rất vui mừng khi được làm thầy giáo của cậu. Nhưng cũng thật đáng tiếc vì hắn sắp mất đi một học trò giỏi. Cậu cảm ơn sự chỉ dạy của Hiên Tử Văn và cũng không quên nhắc lại lời mời hắn gia nhập vào đường môn. Ngày trước Hiên Tử Văn đã từ chối, hiện tại thì đã lung lay, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Hoắc Vũ Hạo cho hắn ta xem một món vũ khí bí mật. Cấp bậc loại hồn đạo khí tấn công này rất cao, khó mà khẳng định là cấp 8 hay cấp 9. Một viên hồn đạo pháp cấp 8 đủ để san bằng toàn bộ học viện Nhân Nguyên rồi. Từ điều đó có thể thấy thứ vũ khí này có sức sát thương rất lớn. Tên gọi của nó là Quỷ Kiếm Sầu, được cải biến từ ám khí đường môn. Hồn đạo khí từ cấp 7 trở lên đều sở hữu linh hồn của riêng mình. Mà khí tức trên Quỷ Kiếm Sầu lại độc đáo và mạnh mẽ. Hiên Tử Văn tin rằng đây là sự thật. Hắn ta đâu biết rằng Hoắc Vũ Hạo chỉ đang nói dối. Thứ này không hoàn chỉnh và cũng bị cậu dùng vong linh ma pháp che giấu đi những chỗ thiếu sót. Hiên Tử Văn thắc mắc tại sao một hồn đạo sư cấp 7 như cậu lại chế tạo được món hồn đạo khí cao hơn. Hoắc Vũ Hạo giải thích rằng bản thân cậu hoàn toàn không làm được, nhưng đường môn lại có thể. Ám khí đường môn có rất nhiều cơ quan tinh xảo. Kết hợp nó với hồn đạo khí chắc chắn sẽ tạo ra nhiều kỳ tích. Sau một lúc cân nhắc, Hiên Tử Văn cuối cùng vẫn không đồng ý. Nhưng mà cậu cũng đã thành công vẽ ra một tương lai viễn tưởng, làm cho hắn ta hứng thú, cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Về phần viện trưởng Kính Hồng Trần, lão ta được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành và tài năng của Hoắc Vũ Hạo. Đối với Nhân Nguyệt Đế Quốc, cậu ta là một mồi lửa đang chờ đợi bùng cháy. Cần phải dập tắt từ trong trứng nước. Ông ta đã lên kế hoạch tập kích sau khi các học sinh rời khỏi Nhân Nguyệt Đế Quốc. Rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào?
Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến tập tiếp theo nhé. Video của mình xin được khép lại.